Dương Mịch nổi tiếng đổi bản thân như đổi áo, nhưng lại có một hảo tìm muội chơi thân 10 năm vận bền. Ừ. Nhiều người nhận xét rằng Dương Mịch thường xuyên đổi bạn, không có quan hệ lâu dài với bất kỳ ai. Ta giải trí xứ Trung có quy tắc 3 được hiệu ngầm trong giới, đó chính là không mời Hồ Ca đi ăn, không đùa giỡn với chương Học Hữu và không thân thiết với Dương Mịch. Điều mà nhiều người chú ý chính là việc Tại sao một ngôi sao nổi tiếng và xinh đẹp như mỹ nhân tam sinh tam thế nhưng lại vướng quy tắc ba này? Có đính chính là việc rất nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết trong quá khứ của người đẹp này chỉ kéo dài được một thời gian rất ngắn, sau đó sẽ tự dưng đứt đoạn. Nhiều báo chí chỉ ra rằng, Dương Mịch chỉ kết thân với ai đó nổi tiếng hoặc tên tuổi đang lên, ví dụ có thể kể đến như Đường Yên, người bạn một thời sát son với Dương Mịch, thân đến mức trở thành phù dâu trong đám cưới của nàng Bạch Thiện sau vài năm cả hai trở nên lạnh nhạt đến mức người đẹp họ Dương không tham dự đám cưới của Đường Yên tính cách đổi bạn như đổi áo khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên chơi không thật lòng với bạn bè vậy nhưng vào ngày hôm nay một chủ đề hot trên mạng xã hội được nhiều blogger bàn tán xôn xao đó chính là bạn thân của Dương Mịch thời gian gần đây nữ diễn viên liên tục đi chơi, shopping cùng một cô bạn gái thậm chí còn làm vòng tay có tên Hạo Tị Muội này. Được biết, cô gái này được nữ diễn viên gọi yêu là Miêu Tị, là một người bạn thân thiết hơn 10 năm, tuy nhiên lại không phải là người trong làng giải trí. Miu Tị cũng chính là người đặc biệt dân Tiểu Hồ Ly cho nàng Bạch Thiện. Cả hai đã luôn chơi thân với nhau từ hơn 10 năm nay. Nhìn hình là đủ biết thời điểm đó, Dương Mịch đã tham gia làng giải trí và đã ghi dấu ấn với các vai diễn. Trên mạng xã hội, netizen bình luận như sau, có lẽ đây là người bạn thân nhất của Dương Mịch. Trở thành bạn bè trong giới giải trí thực sự rất khó. Đây là người bạn thân 10 năm của cô ấy, 10 năm mà vẫn như ngày đầu đó.